Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng của chúng tôi ngày hôm nay và sự trở lại của ông Đỗ Như Điện. Dạ, xin chào chú Điện. Chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Đỗ Như Điện, kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị về một cái chương trình sắp tới tại San Diego của chúng ta. Đó là chương trình Sinh hoạt văn học nghệ thuật để giới thiệu đến chúng ta hai tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là tác phẩm Những mảnh đời sau song sắt của tác giả Phạm Thanh Nghiên. Và cuốn sách thứ hai tên là Việt Nam, nỗi đau và niềm hy vọng của tác giả Trần Phong Vũ. Hai tác phẩm này đều do tủ sách Tiếng quê hương xuất bản, phải không chú Điện ạ? Đúng rồi, dạ, vâng. Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 lúc 12 giờ trưa, 19 tháng 5 năm 2018 lúc 12 giờ trưa, chúng tôi kính mời quý thính giả tới tham dự buổi giới thiệu hai tác phẩm mà cô Vân Anh vừa nói. Cuốn thứ nhất là Những mảnh đời sau song sắt của blogger Phạm Thanh Nghiên. Cô đã từng ngồi tù 4 năm và cô viết để cuốn sách này bằng hai song ngữ Anh Việt. Mục đích là để cho những người hiểu biết cuộc đời tù tội của những, đặc biệt là giới nữ, và tất cả tiền thu được sẽ dùng yểm trợ cho các nhà đấu tranh trong nước. Cuốn thứ hai rất của một nhà văn rất quen thuộc, tức là nhà văn Trần Phong Vũ. Ông đã có trên 10 tác phẩm và cho hai cuốn này sẽ được giới thiệu tại Thư viện Linda Vista tại San Diego vào 12 giờ trưa, 12 giờ 30. Trưa ngày 19 tháng 5 2018, kính mời quý thính giả đến theo dõi cuộc sinh hoạt của chúng tôi. Thưa quý vị, thứ bảy vào lúc 12 giờ trưa tại Thư viện Linda Vista. Tại Linda Vista thì là một cái nơi trung tâm của cộng đồng người Việt vâng, của chúng ta. Quen thuộc, rất là quen thuộc. Mong rằng quý khán thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay thì đến để mà nghe về hai cái tác phẩm này cũng như là mang về nhà để trong tủ sách của mỗi gia đình của chúng ta thì nên có cái hai tác phẩm này, phải không chú Điện? Dạ, đúng rồi ạ. Vâng. Chú Điện có muốn nói thêm sơ lược về hai cuốn sách này? Vâng, cuốn thứ nhất thì có cái tựa đề là Những mảnh đời sau song sắt. Cô Phạm Thanh Nghiên đã bị ngồi tù 4 năm vì cô phản đối Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Trong này cô kể lại tất cả những sinh hoạt trong nhà tù mà cô đã gánh chịu 4 năm. Và bên cạnh đó nữa còn rất nhiều những cái chuyện mà đối phó giữa một người tù nhân với cai tù như thế nào và để mà có thể sống sót để ra khỏi nhà tù. Thì đó là những kinh nghiệm rất quý hóa và rất lý thú khi chúng ta đọc để hiểu rõ hơn cái chế độ tù tội tại Việt Nam. Đó là cuốn thứ nhất. Cuốn thứ hai của nhà văn Trần Phong Vũ. Đây là một cuốn tổng hợp những vấn đề thời sự chính trị của Việt Nam, đặc biệt từ 30 năm qua, nhưng mà cô đọng trong hai cái năm chính là 2016 và 2017, tức là những biến cố trong nước, với cái văn phong của nhà văn Trần Phong Vũ, một người đã từng là bình luận của Đài Phát thanh Sài Gòn hồi xưa và là một nhà bình luận chính trị rất nổi tiếng. Thì cả hai cuốn này sẽ được giới thiệu trong cái buổi trưa ngày 19 tháng 5, tức là thứ Bảy, lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị đến để chúng ta nghe đích thân tác giả có thể chia sẻ với chúng ta, và cô Phạm Thanh Nghiên ở trong nước cũng sẽ có lời chia sẻ với quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, tác giả của hai cuốn sách này cũng sẽ có mặt trong chương trình ra mắt sách một lần nữa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 5 vào lúc 12 giờ 30 trưa tại Thư viện Linda Vista. Tôi xin đính chính là tác giả Trần Phong Vũ thôi. Dạ. Còn cô Phạm Thanh Nghiên vẫn đang ở trong nước. Dạ. Thành ra cô sẽ một là trực tiếp được, còn tốt không thì cô sẽ gửi ra một cái lời chia sẻ, bởi vì đây là lần thứ tư chúng tôi giới thiệu tác phẩm này, thành ra cô theo dõi rất là kỹ và luôn luôn có cái nối kết với thính giả ở hải ngoại. Dạ vâng, vào ngày thứ Bảy 19 tháng 5 tại Thư viện Linda Vista 12 giờ rưỡi. Vâng, đây là hai cuốn sách mà như là ông Đỗ Như Điện vừa mới thưa với chúng ta, không thể thiếu trong mỗi tủ sách của gia đình người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.